Hello, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh của Sơn nha. Lâu quá rồi Sơn không có ra clip mới cho các bạn xem. Thì hôm nay Sơn quay cách trồng nấm bào ngư cho quý vị và các bạn tìm hiểu và tham khảo ha. Đây là nấm bào ngư mình đã trồng được hơn 2 tuần rồi các bạn. Đây. Khi đem về thì nó là một cái phôi như thế này. Đây là cái phôi và người ta sẽ đóng cái nắp như thế này đây. Ha. Đó. Đó, mình đem về. Nếu mà người ta chỗ mình đã bán người ta cũng để như thế này và người ta lúc mà mình tới mua thì người ta sẽ cầm lên, ta để vô bao, mình vận chuyển trong trong quá trình vận chuyển lấy cái phôi về thì cái phôi này để sẵn là nó đã ăn tơ rồi, là 1 tháng rồi, do vận chuyển nó sẽ đứt những cái sợi tơ trong chỗ này, thì nó sẽ không không ảnh hưởng gì hết, chỉ cần dưỡng tơ 1 tháng để ở chỗ thoáng mát, khô ráo, không có nắng gió gì hết, để yên không có đụng chạm gì hết và không tưới nước luôn, đó. Còn quy trình mà cho ra nấm á, nếu mà mình đem về mình để im trong vòng 4 ngày. Đây, rồi 4 4 ngày sau mình sẽ lấy cái nút này ra. Đó. Đó, gỡ bông ra ha, mình gỡ cái bông này ra. Rồi mình dùng cái nắp nhựa như thế này. Nếu mà không mình không mua nắp nhựa thì mình dùng cái bọc, dùng một cái bọc khác nha, mình chụp vô. Chụp vô và mình cột dây thun lại ha. Đó. Rồi đây cái nắp ở chỗ bán nè, mình đã mua đó. Bây giờ mình chùm vô đó, dùng nắp bịt 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 miệng lại, không đúng 1 tuần. Nếu mà hôm nay là thứ hai đi thì thứ hai tuần sau mình sẽ lấy cái nắp này ra. Rồi đó, lấy nắp này ra. Rồi bây giờ là mình sẽ tưới nước lên. Tưới nước 1 ngày 3 bữa, sáng, trưa, chiều. Mình tưới khơi như thế này nè. Lưu ý là mình để cái miệng nè, để cái miệng ở ngoài á, mình để hơi dốc một xíu ha, như cái mái nhà mình á, hơi dốc một xíu thôi để nước nó không vào cái miệng này. Mình tưới ở khơi lên đây thôi nha các bạn. Đó, mình tưới khơi lên đây thôi. Sáng tưới 1 lần, chiều tưới 1 lần, không đụng chạm gì hết. Tối tưới 1 lần. Đó. Ok, này, mình sẽ tưới nước cho các bạn xem ha. Đây là quy trình tưới nước nha các bạn. Đây. Đó, các bạn sẽ tưới như thế này. Mình tưới chú ý là không có cho ướt cái cỏ chai này nghe các bạn. Ok. Đó, bây giờ mình thu hoạch là mình ngắt cái này ra luôn. Lấy khỏi ra luôn. Đó. Mình thu hoạch mình sẽ lấy như thế này. À. Đây. Rất là ngon. À, mình sẽ ngắt ra luôn. À, ngắt là nó gốc và ngọn là nó đi theo luôn nha các bạn. Đây. Và sau khi mình thu hoạch rồi, mình vệ sinh cái cổ chai này lại. Về vệ sinh cái cổ phôi để sạch, thấy không? Lấy những cái này gọi là cái này là cái chậm nấm nè, cái trần nấm á, trần nấm còn sót lại gọi là cái rễ của nó, rồi mình lấy ra luôn, thấy không? Sau đó mình bịt kín miệng lại. Đây, mình lấy cái này, lấy cái nắp lại, mình bịt kín miệng, bịt kín cái miệng phôi lại ha các bạn. Rồi 7 ngày sau
7 ngày sau, đúng một tuần sau mình lại lấy ra, thấy không? Lấy ra đúng một tuần sau mình lấy ra rồi, 7 ngày sau lại lấy cái nắp này ra, gỡ bạch ra là lặp lại giống như lần trước vậy đó, giống như lần trước mình sẽ tưới nước lên đấy, mình tưới nước lên tránh hiện tượng là tưới vô cái nắp này ha, cái miệng phôi ha. Rồi cứ lặp lại như thế, một bịch như thế này là mình sử dụng được 8 đến 10 lần, thấy không? Một bịch như thế này là nó sẽ ra nấm cho mình ăn là 8 đến 10 lần ha các bạn. Đó, bây giờ là mình thu hoạch được rồi đó, không? Bây giờ là mình ngắt ra nè, mình giữ này ra. Thấy chưa? Đây, giờ là mình thu hoạch được nè các bạn. Ha. Rất là đều. Đẹp, ăn rất là ngon, rất là bổ. Rất là có sức khỏe nha các bạn. Này ăn chay ăn mặn dùng được nha các bạn. Ha. Cái này mình nhớ là để không có để ngoài ánh sáng nha các bạn. Để trong tối nha, để trong nhà mình ha. Đó. Mình tưới mình thăm nó một ngày 3 lần. Đó, thế là sau một tuần đến hơn một tuần thôi là mình có nấm ra ăn rồi. Đó, mình mua số lượng ít thôi. Thấy không? Rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip mình nha. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và chia sẻ để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip tiếp theo nha. Đây có con cây to quá trời luôn nè. Ok, mình cứ tưới nước như thế đều đều một ngày 3 lần ha. Trong vòng 4 ngày đổ lại thôi. 4 ngày đổ lại là nó sẽ mình sẽ có nấm thu hoạch nha các bạn. Nấm nó sẽ ra như thế này. Đó. Đây là thành quả của mình trồng trong vòng 2 tuần nha các bạn. Cái này ra hơi chậm nè. Nó bên này to quá. Okay.